Hello anh em, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2021, bên dụng cụ NT cũng muốn giới thiệu cho anh em những cái dòng sản phẩm, những cái đầu máy Mitsu và Yanma ha. Chiếc này thì mình có một cái con Yanma GA220, với lại mình về thêm một con bơm nước nữa, số 5 nha anh em. Nó là dòng của Mitsu Mitsui ha. Bây giờ mình cũng không có làm mất cái thời gian ha, thì anh em nào mà nếu mà coi phù hợp được cái máy nào á, thì xin anh em liên hệ số 0914711438, mình là tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái con số 1, máy Yanma GA120 cho anh em xem luôn nha. Rồi bây giờ trước khi mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình á, thì mình cũng xin báo giá luôn cho anh em. Đối với lại có con số 1 Yanma GA120, động cơ là 3 ngựa 8 nha anh em. Con này thì được chuyền cốt xéo tua chậm, tua có nói là tua 1.800 nha. Thì đổi lại cái con số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái ngoại hình của máy số 1 luôn nha. Đây là mặt trước. Đó, máy cũng còn khá là ok nha anh em. Ha. Ốc tán là còn trắng phiếu hết nha. Rồi. Đây là mặt bên nắp cò. Ha. Máy là coi như là nguyên zin hết nha, chỉ là có cái áo bô nè, có cái áo bô này là mình có sơn lại ha, đó nguyên zin hết, chỉ là áo bô là có sơn lại thôi, chứ còn những cái màu sơn khác là còn nguyên zin hết nha. Đó, cái nào mình sẽ thông báo rõ cho anh em để anh em nắm bắt được nha. Đó, chỉ là cái áo bô này thôi, mình dặm sơn lại đó, còn mà máy móc là nguyên zin đó, tình trạng máy là ốc ác là cũng như là còn 7 màu luôn ha. Rồi lốc nè, đó anh em thấy không, lốc rất là đẹp nha, trắng tươi. Rồi cả bình xăng nha, bình xăng là cũng là bình xăng màu sơn là màu rin luôn nha, đó màu sơn rin luôn, không có giảm giá gì hết nha, chỉ là có áo bô là mình có sơn là cái áo bô thôi đó. Rồi thì mình cũng đã cho anh em xem qua một cái đây sẵn đây mình cho anh em xem một cái thông số của nó luôn đi ha. Đây thông số của nó đây. Đó mã số máy là 8-3-4 nha. Đó 8-3-4. Con này thì số lít của nó là 0.113 lít. Đó cũng như là máy này là rất là tiết kiệm tiền xăng nha anh em. Rồi bây giờ là mình xin test máy. Test máy luôn cho anh em xem nha. Đó. Máy nổ là cực kỳ êm luôn nha. Máy hoạt động rất là êm ái luôn. Nha. Rồi bây giờ sau đây mình xin test ga luôn cho anh em xem nha. Đẩy ra nó không vậy thôi, đẩy lại chịu cái ga nó lỏng rồi đẩy ra đó, máy lên ga là cực kỳ ngọt nha anh em ha. Máy này anh em thấy không, nổ coi như là cực kỳ im, lên ga là cực kỳ bốc luôn nha, về ga ti cũng rất là nhiễm, anh em nghe tiếng máy nó nổ rất là đều nha, đều ghê. Rồi bây giờ mình xin test ga lại một lần nữa rồi mình tắt máy luôn nha anh em. Rồi thì con này nó còn một cái bu ly một rãnh nha, bu ly một rãnh bản A, kích cỡ bu ly là 5 phân nha anh em. Rồi mình xin tắt máy luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá lại ha, số 1 Yanma GA120 động cơ là 3 ngựa 8 nha, con này được chuyền cốt xéo tua chậm, giá con số 1 này là 2.500.000 nha anh em.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua lại một cái con này là cũng như là nguyên bản là riêng hết nha. Máy sau là mình để vậy phục vụ cho anh em luôn ha. Đối lại con số 2 Mitsubishi GM131 nha. GM131L. Động cơ là 4 ngựa, con này được chèn cốt xéo tua chậm nha anh em. Đó, cốt xéo tua chậm nha. Thì đối với lại cái con số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2,7 triệu. Đó, máy là anh em nhìn nè, rất là đẹp nha. Có cái là bị mắc cái bô e nha anh em. Đó, nó mắc cái chụp bô e ở trước. Đó, anh em để về anh em xài luôn cũng được, hoặc là về anh em kiếm cái miếng thiết đó, miếng tôn á, anh em ốp vô ha. Ốp vô là cũng như mình sẽ có hai cháu gà mình gài lại. Đó, nhưng mà có cái là nó về hàng là nó bị mắc cái chụp bô e nha. Đó, mình thông báo rõ. Máy là cũng như là nguyên zin đẹp ha. Ừ. Anh em xem cái mặt trước của nó đây. Mitsubishi GM131L, động cơ là 4 ngựa, vòng tua 2000. Công suất kW là 2.9 kW, vòng tua 2000. Sản xuất tại Nhật, made in Japan. Ok. Rồi đặc biệt con này nữa là anh em biết sao không? Đặc biệt con này nữa là con này nó có bơm xăng luôn nha. Đó, anh em thấy không? Mitsubishi đã VIP rồi mà nó cộng thêm một cái bơm xăng luôn cho anh em. Đó, bơm xăng nó nằm bên dưới nha. Đó, anh em thấy không? Cái đòn nó còn rất là ok, rất là đẹp nha. Nắp chụp cò còn nhắc phiếu luôn ha. Cái bơm xăng nó từ ở trên nắp chụp cò nó truyền xuống nó mới bơm lên. Đó, rất là tiện cho anh em nha. Ừ, anh em thấy không? Ốc nó còn là 7 màu hết luôn nha. Con này thì nó là cái bô nằm sâu nha anh em. Cái bô nằm dưới sâu. Đó, nhìn cũng rất là lạ ha. Nhìn rất là cũng rất là bắt mắt. Đó, con này là nguyên bản riêng hết nha. Đó, đây nè. Mặt sau của nó đây. Ốc còn 7 màu luôn nha. Mấy cái ốp gió của nó nè. Đó, ốp gió còn trắng phiếu luôn. Rồi, sẵn đây mình sẽ quay luôn cái bơm xăng của nó luôn. Bơm xăng của nó là có cái hiệu là Mikuni nha anh em. Đó, anh em về nếu mà anh em mà muốn để xài, còn anh em không để xài, anh em lột cái bơm xăng này ra anh em bán cũng có tiền nha. Đó, bơm xăng này anh em bán có rẻ được 5 xị ha. Bơm xăng là Mikuni. Đó, cái bơm xăng này là rất là đặc biệt nè anh em. Đó, nó cũng như là nó đúc nguyên khối, là cũng như là nó thiết kế là chất liệu nhôm ha. Đó, những cái bơm xăng giờ là nó làm bằng nhựa không à, nhưng mà cái bơm xăng Mikuni này á, cái đời này thì nó làm bằng chất liệu bằng nhôm. Đó, rất là tốt luôn nha. Rồi, mình sẽ quay qua bên cái mặt bên hông luôn cho anh em xem. Lốc còn trắng tinh anh em thấy không? Mấy ốc nhớt nè, còn 7 màu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ dỡ lên cho anh em xem một cái số máy của nó luôn nha. Đây. GM131 ha. Đó, số máy của nó là 119913. Số máy của nó nha. 119913. Đó, rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lên trên cái thùng xăng đó cho anh em xem luôn nha. Đây. Cái thùng xăng đó thì nó về hàng nó hơi bị cắn chạy xước chỗ này chút xíu nha anh em. Đó, mình thông báo rõ cho anh em nha. Đó, nó bị mớp chỗ này nè. Đây. Chỉ là có vậy thôi, thùng xăng nó cũng như là về hàng nó hơi bị cắn xước, nó bị chóc sơn chút xíu thôi. Còn chi tiết là ngoại hình máy móc là còn ok, rất là đẹp nha. Ở bên trong thùng xăng nó cũng còn rất là sạch sẽ luôn. Ha. Bên trong thùng xăng cũng rất là ok. Rồi, bỏ đi lát dán lại. Rồi bây giờ mình đã cho anh em xem hết một cái ngoại hình chi tiết cái con số 2 Mitsubishi GM131 rồi. Bây giờ sau đây mình tiếp tục mình sẽ test máy cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Nó nổ rất là nhuyễn nha. Đó anh em này, quay trên chụp xuống anh em nhìn ra cái nó thiết kế cái bô nằm phía sau á, nhìn cái máy rất là đẹp. Ha. Đó, thiết kế cái bô nằm sau nè. Nhìn cái máy rất là đẹp luôn nha.
quá nhiễm. Rồi bây giờ mình test máy cho anh em xem nha. Anh em thấy không, lên da là cực kỳ gắt luôn nè, cực kỳ bốc. Lên da là cực kỳ bốc luôn. Quá nhiễm. Rồi mình sẽ test một lần nữa cho anh em xem nha. Đó, máy này nổ ga, cái ga của nó đi rất là đều luôn nha anh em. Anh em thấy không? Đi cái ga cuối là cũng như là nổ rất là đều. Trời ơi. Quá nhiễm. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi, bây giờ mình báo giá lại cái con số 2 nha. Mitsubishi GM131 động cơ là 4 ngựa. Con này được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó tua 2000 nha. Thì đó con số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2,7 triệu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục qua lại một cái con số 3 Mitsubishi. Con này là nó có model là GM130L nha. Đó, con cái những cái dòng này là lốc chế biến nha anh em. Đó, thùng săn sắt ha. Đó, những cái dòng này là anh em cài rất là sướng nè, rất là thoải mái nha. Đó, nó là số 3 Mitsubishi GM130L, động cơ là 4 ngựa. Thì đổi lại cái con số 3 này là nó được truyền cốt xéo tua chậm nha. Tua của nó là tua 2000. Thì đó là con số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha. Đó, thùng xăng là bị về bị cắn mất cái thùng xăng nè. Đó anh em thấy không? Đó, cái báo xăng nó còn rất là đẹp, nhưng mà có cái là về hàng nó bị cắn, bị mất thủng cái thùng, cái bình xăng nè. Nhưng mà anh em vẫn xài được nha. Bên trong cái thùng xăng cũng còn rất là sạch sẽ. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Nhưng mà có cái cắn là bị thủng cái bình xăng. Boe bị mắc cái boe nha. Boe trên là bị mắc cái boe. Đó, về là cũng như là anh em kiếm một cái ống ống 34 là anh em chồng vô là anh em bẻ, anh em mua cái co là cũng như là thành một cái boe nha. Anh em lấy cái ống cái co 34 á, anh em chồng vô một cái là anh em là cũng như là chế thành một cái boe nha. Cũng rất đơn giản. Còn mà nếu mà anh em nào mà khó khăn, mà nếu mà không có hiểu biết về máy á, thì có thể là mình hỗ trợ mình chế cái phần đó cho anh em. Đó, giờ anh em khỏi mất công có xài luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái mặt trước. Con này là nguyên bản zin hết nha. Nguyên bản zin hết toàn bộ. Đây, Mitsubishi GM130. Động cơ là 4 ngựa, vòng tua 2000. À, nó là 2.9 kW, tốc độ 2000 là bằng 4 ngựa nha. Rồi con này sản xuất tại Nhật, made in Japan. Rồi thì sẵn đây mình sẽ cho anh em xem một cái số máy cái con GM130 luôn. Con GM130 này á, thì nó có cái mã số là 54092 nha. 054092. Đó là cái số đó là số máy nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái nắp chụp cò cho anh em xem luôn. Đây, cái nắp chụp cò còn rất là mới nha. Cái này là nguyên bản riêng hết nha. Đó, cũng như là máy nó hơi bị đè, với lại nó bị cắn bể cái boe thôi, chứ còn mà tình trạng máy là nó hoạt động khá là tốt, khá là êm ái luôn. Đó. Rồi đây là mặt sau nè. Ha. Đây là mặt sau. Đó. Lốc còn trắng tinh nha, ốc là cũng còn trắng tươi hết luôn. Con này nó còn một cái buli hai rãnh nha. Đó, một rãnh đó là một tấc bản A, còn một rãnh 5 phân cũng là rãnh bản A. Rất là tiện cho anh em ha. Thì sẵn đây mình cũng cho anh em xem luôn nha. Là có như tình trạng mình sơn bô nè ha. Đó, tình trạng cái bô nó như vậy nè anh em ha. Đó, tình trạng cái bô nó y như vậy. Đó, mình muốn sơn lên để cho nó đẹp, để cho về anh em cũng như là nó nhìn cái máy cho nó được mắt thôi, chứ ngoài ra là không có gì hết. Đó, cái bô của nó là tình trạng y vậy. Đó, tình trạng này thì mình lấy ra mình sơn lên cho anh em, chứ là không có đụng chạm gì tới với cái máy nha. Chỉ là mình tháo cái ốp bô ra mình sơn cho cũng như là cái máy cho nó được mắt thôi. Đó, còn anh em mà muốn để riêng thì mình cũng để y vậy nè, để riêng cho anh em. Đó ha.
nó cũng dễ thôi, đâu có gì đâu khó đó. Nhưng mà mình muốn sơn lại để cho anh em xài cho nó tốt, cho nó ngon thôi. Rồi sẵn đây là mình sẽ quay qua bên cái mặt bên hông luôn cho anh em xem đó, lốc cũng còn rất là trắng 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 ha. Rồi bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, anh em thấy không, những cái dòng này nó đổ rất là êm nha. Đó, máy nổ là cực kỳ nhiễm. Giá chỉ có 2 triệu thôi, Mitsubishi, hàng Whip, hàng của dòng GM130, lốc là lốc cái biến nha. Cái dòng này thì nó giặt, nó thiết kế cái lốc này rất là dày, rất là chắc chắn. Mà cái dòng này nó thiết kế đồ là rất là bền bỉ theo năm tháng luôn nha. Ở những cái dòng này anh em thấy không, máy nổ rất là đều. Tại vì bên mình là mình về đây là mình kiểm tra những cái bình xăng đó, mình vệ sinh những cái bình xăng cũng như mình phục hồi lại những cái bình xăng đó. Mình thử ra những cái máy đó là nó nổ rất là đẹp, rất là im mà rất là đều ha. Mà anh em về anh em thao tác anh em giật cũng rất là nhạy nổ. Bây giờ mình sẽ test ga cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy không, đi cái ga cuối nó nổ rất là đều nha. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin báo giá lại con số 3 nha, Mitsubishi GM130, động cơ là 4 ngựa. Con này thì được truyền cốc xéo đua chậm nha anh em. Thì đối con số 3 này mình có cho bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu cho anh em một cái con Mitsubishi GM231 đó. Cái clip video clip trước thì mình cũng có một con thì mình cũng đã bán rồi, nhưng mà một con đó thì nó nằm cái boe bình thường nha. Còn mình về lại cái con này là cái boe là boe dầu nha anh em. Đó boe dầu ha. Đó boe này là nó thiết kế cho những cái mấy cái đầu sới. Đó những cái boe này ha là nó thiết kế những cái đầu sới. Đó. Còn chuyến trước thì mình về cái máy kia thì mình đã bán rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình về thêm con này. Đó anh em nào có cần thì mình alo cho mình ha. Rồi bây giờ mình trước khi mình cho anh em xem một cái ngoại hình, mình cũng xin báo giá cho anh em xem luôn. Cho anh em luôn nha. Đó là con số 4 Mitsubishi GM231L, động cơ là 7 ngựa nha. Con này thì được truyền cốt xéo tua chậm nha anh em. Cốt xéo tua chậm. Thì đó là con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 5 triệu nha, 5 triệu. Đó, bữa hổm mình có một con trước thì coi như là mấy cái yếm. Với lại nó thiết kế cái bô e nằm dưới. Thử ra coi như là nó là cái đó là nguyên bản, anh em cũng thông cảm nha. Con đó thì mình đã bán 5 triệu rưỡi thì mình đã bán rồi. Bây giờ mình tiếp tục về con này thì theo cái mẫu này thì mình sẽ bán có giá là rẻ hơn con kia là phải 500 ngàn. Đó, thì đó là con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 5 triệu nha. Đó, nó là cũng là cốt xéo tua chậm luôn, tua của nó tua 2000. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình mặt trước đây. Đó anh em nhìn nè, những cái màu sơn của nó là nguyên bản zin nha. Đó, những cái màu sơn của nó là nguyên bản zin đây. GM231 động cơ 7 ngựa tua 2000, sản xuất tại Nhật nha, made in Japan. Đó anh em nhìn nè, chi tiết cái màu của nó còn rất là đẹp luôn nha. Đó cái màu của nó còn rất là đẹp. Ha. Rồi cái bô tới cái bô e nó nè, bô e này bô e dầu nha.
Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái mặt bình hông luôn cho anh em xem. Đây anh em, nắp cò nó nè, còn rất là đẹp nha. Nó còn cái mã luôn LNLN007, điệp viên 007 anh em. Đó ha. Rồi mình quay sụp xuống đây cho anh em xem luôn. Đây là sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan. Rồi những con ốc nhớt của nó còn rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái mặt sau cho anh em xem luôn. Đây là mặt sau của nó đây. Đó, máy cũng còn khá đẹp nha. Ốc là còn 7 màu hết. Áo vô này mình sẽ lại nha. Áo vô này mình sẽ lại. Nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp nha anh em. Rất là bóng, nhưng mà có cái là nó cũng như là cái con 130 mình vừa giới thiệu cho anh em á. Nhưng mà có cái là mình sơn lại ha. Đó. Đây có model nữa là GM. Có model là 231 luôn. Đó. Ha. 231. Rồi. Anh em nhìn nè. Cái báu xăng của nó còn rất là đẹp luôn nha. Đó, báu xăng của nó nè, còn trong queo luôn. Ha. Rồi đây là mặt bên hông. Đó còn rất là sạch sẽ luôn ha, chấn thiếu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ mở cái thùng xăng ra cho anh em xem luôn nha. Đó thùng xăng cũng nó còn rất là sạch luôn ha, còn trong queo nha. Ừ, thùng xăng là còn trong queo. Cái báu xăng nó cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nha. Máy nổ rất là nhuyễn nha anh em. Rồi mình cắt giá cho anh em xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá lại nha. À, con số 4 máy Mitsubishi GM231 L, động cơ là 7 ngựa. Con này được truyền cốt 6 tua chậm nha anh em. Cốt 6 tua chậm, tua 2000. Đối con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 5 triệu nha anh em, 5 triệu. Rồi, bây giờ chiếc này mình sẽ về tiếp tục lại một con bơm nước số 1. Ê quên, số này số 5 ha. Đó chỉ là về một con duy nhất nha anh em, số 5 bơm nước Mitsubishi GT 400 nha. Dòng này dòng đời cao nha anh em, qua tới cái dòng GT là cũng như là cái đời cao của dòng Mitsubishi nha. Đó, GT 400, động cơ là 4 ngựa. Đó, nó kéo một cái sinh bơm của Cosin nha. Đó, nó kéo sinh bơm của Cosin. Đó thì đó là cái con số 5 này mình có giá bán cho anh em giá là 3 triệu nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái chi tiết mặt trước của nó luôn. Đó, anh em thấy không? Cái dòng GT đó, nó thiết kế cái mẫu rất là đẹp. Nó có một cái tem thương hiệu của Mitsubishi nằm ở trên cái thùng xăng.
đó, nhìn cũng rất là bắt mắt luôn ha. Đó thì những cái dòng mà GT á, là nó có một cái tem nằm ở trên cái thùng xăng nha anh em, đó, anh em cứ để ý ha. Đây bốn ngựa bộ, cái này á, thì phá xăng nó nằm trên đó, phá xăng nó nằm ở trên đây luôn, nó cũng rất là tiện cho anh em nha. Rồi đây là mình sẽ quay qua bên bên hông cho anh em xem. À, nắp chụp cò nè, còn mới kịnh luôn ha, kế bên sân con còn trắng phiếu đó, mấy cái yếm gió của nó còn rất là đẹp luôn. Rồi sẵn đây mình sẽ cho anh em xem một cái thông số của nó luôn ha. Rồi thì đối lại cái con số 5 bơm nước Mitsubishi, nó kéo một sinh bơm của Cosin, ống hút xả là 50 nha anh em, hút xả 50, lưu lượng nước nó là 600 lít trên phút, cột áp của nó là 30 mét nha. Con này thì nó nguyên cái bộ này á, là nó sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan. Rồi mình sẽ quay qua bên hông luôn cho anh em xem. Con này á, thì nó có một cái chữ dập nổi trên cái sinh bơm luôn đó, Cosin nè, đây Cosin Made in Japan ha, rất là đẹp nha. Rồi mình sẽ quay qua bên hông luôn cho anh em xem. Đó, đây là thương hiệu của hãng Cosin ha. Rồi sau đây là mình cũng đã cho anh em xem qua một cái ngoại hình con số 5 rồi, bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nha. Rất là nhạy nha. Nổ rất là nhạy. Rồi bây giờ mình cũng xin test ga luôn cho anh em xem nha. Quá nhuyễn anh em ơi, mấy dòng đề cao mà máy hoạt động khá tốt, nổ ra tiên khá nhuyễn luôn ha. Rồi mình xin tắt máy nữa nha anh em. Rồi sau đây mình cũng xin báo giá lại số 5 bơm nước Mitsubishi GT400 nha, nó kéo sinh bơm của Cosin, ống hút xả là 50 ha, hút xả là 50, cái lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút, cột áp của nó là 30 mét. Hả? Thì đối với lại con số 5 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu ha. Hả? Thì anh em nào mà cũng như là bữa nay mình có lên video clip, thì anh em nào có phù hợp cái máy nào á thì xin anh em liên hệ số điện thoại của mình nha. Số điện thoại mình là 0914 711 438. Mình là tên Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em mà muốn tới địa chỉ của mình thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT, Google Maps sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.